Thưa sư, cho con hỏi tâm là gì, tâm nằm ở đâu? Vì Đức Phật chỉ nhắc đến năm uẩn cấu tạo nên con người là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy tâm nằm ở đâu trong năm uẩn trên? Hay toàn bộ những gì thuộc về phần danh được gọi là tâm, còn lại gọi là sắc? Nó như thế này. Con là người thì cấu tạo bởi hai phần ha, một là danh ha, hai là sắc. Rồi ta có hai cái, một là danh ha, hai là sắc ha. Thì trong cái sắc á, chúng ta có chia chia ra làm bốn á, là đất ha, bốn đại ha, nước ha, lửa ha, gió ha. Nhưng mà bốn cái anh này đó thì nó không có vụ gì đang hỏi nên sẵn là xin nói luôn. Bốn cái anh này là thuộc về sắc ha. Rồi còn danh á, danh á, nó nếu mà nói cho đúng đó, danh là tức là cái tâm. Tâm nó gồm có hai phần, nó gồm có hai phần. Thứ nhất là tâm, tâm ha. Cái thứ hai tâm sở. Tức là gì, tức là gì ở tâm á, tâm là sự biết cảnh, còn cái tâm sở là cái đặc tánh đi kèm của cái tâm. Nó giống như sự ví dụ như ha, sự ví dụ như sở dĩ mà chúng ta gọi là nước chanh, sở dĩ chúng ta gọi gọi là nước chanh, nước chanh, nước chanh, bởi vì nó gồm hai phần, nước cộng với những cái đặc tánh đi kèm, những thành phần đi kèm, ví dụ như chanh nè, chanh nè, đường nè, đường nè, muối nè, đá nè, thì chúng ta mới có nước chanh nè. Thì chúng ta mới gọi đây là một cái ly nước chanh. Nhưng mà nếu như muốn có cái ly thì cái anh ly á, cái anh ly thì nó là có thuộc về cái anh sắc nha. Sắc thì sự ví dụ như nó là cái ly, còn cái nước ở trong, cái nước ở trong thì nó thuộc về cái danh. Nên thì nước chanh thì gồm hai phần, nước và những thành phần của nó, ví dụ như chanh, đường, muối, đá. Cũng vậy, cũng vậy. Rồi cũng vậy, để gọi là một cái tâm tham á, tâm tham, sẽ lấy ví dụ để gọi một cái tâm tham. Thì nó gồm thứ nhất là cái tâm. Tâm với là tâm cộng với nào, cộng với cái sở hữu tham. Thì cái sở hữu tham này mình gọi là cái đặc tánh, cái đặc tánh đi kèm. Đương nhiên nó sẽ còn cộng, nó sẽ còn cộng với những cái anh khác nữa, những anh khác đi kèm nữa. Mà ở đây xin nói ngắn gọn để cho quý vị, những cái người mà chưa học Atidàm quý vị có thể hiểu. Đấy. Rồi trong cái tâm mà tâm rồi
Ngoài ra thì để mình hiểu, thứ nhất tâm chúng ta chia ra ha, tâm và tâm sở, tức là tâm và những cái đặc tánh đi kèm của nó, những cái đặc tánh đi kèm của nó thì chúng ta mới nó thuộc về cái danh pháp. Mình phải chia sẻ như vậy đó. Còn bản thân cái tâm á, nó chỉ là cái sự nhận biết cảnh thôi. Cái anh tâm sở này nè mới mới là có những cái mà mình phải bàn nè, có những cái mình phải bàn. Ở đây chúng ta có đơn giản nha, nó có thọ ha, tưởng ha. Thôi xuống dòng đi, thọ tưởng hành thức. Cái mà thọ tưởng hành thức này đó nó thuộc về cái tâm sở, tức là cái đặc tánh, cái đặc tánh đi kèm, đặc tánh đi kèm. Thọ nó là cái khí cảnh, khí cảnh. Đấy, khí cảnh, cảm giác, cảm giác dễ chịu, khó chịu, dửng dưng. Ha. Còn cái anh tưởng á là ảnh là cái khía cạnh mà phân biệt, còn nhận biết vừa trên kinh nghiệm này. Sư nói xong rồi sư sẽ giải thích sau ha. Còn cái anh hành á, ảnh là cái khía cạnh thiện ác, tức là nó một cách khác cái cách mà tâm phản ứng khi biết cảnh. Khi biết cảnh tức là hoặc ghét. Đấy, thích hoặc ghét. Còn cái anh thức á, là sự nhận biết đơn thuần. Của các giác quan. Thành ra đây là nó là bốn khía cạnh mà nó thuộc về cái tâm sở, cái tâm sở. Còn cái anh tâm á, anh tâm ảnh là một giống như là cái nước vậy đó, cái nước ha, cái nước nó giống một cái nền á, một cái nền mà những cái anh này nè có những cái đặc tánh gì thì nó sẽ kết hợp, cái nó sẽ kết hợp, nó sẽ kết hợp, nó sẽ kết hợp lại với nhau, nó sẽ kết hợp với nhau đấy, nó sẽ cộng lại với nhau, nó sẽ cộng lại với nhau. Cái người học Atidàm thì nói này là họ biết liền, còn cái người chưa học thì sư hy vọng là quý vị hiểu, hy vọng quý vị hiểu cái này. Ví dụ như
giờ xóa không được. Ví dụ như mắt, con mắt mắt thấy cảnh sắc. Khi mà con mắt chúng ta thấy hình ảnh á, khi mà mắt thấy hình ảnh thì việc đầu tiên mắt thấy hình ảnh nè, việc đầu giờ làm sao để mà xóa, xóa thì nó uổng quá, xóa nó uổng. Thôi chắc phải xóa. Giờ làm sao đây? Khi mà mắt thấy hình ảnh thì các cái vấn đề sau nó sẽ bắt đầu nó chạy nè, nó sẽ bắt đầu nó chạy nè. Đầu tiên, cái bước thứ nhất là cái tâm. Nói sao ta? Là tâm khai ngũ môn á, tâm khai ngũ môn á, nhưng mà sư nói làm sao cho cái người mà chưa học A Tỳ Đàm họ hiểu. Tâm khai ngũ môn nó sẽ chịu trách nhiệm là nó tiếp nhận, nó tiếp thâu cái hình ảnh. Tiếp thu hình ảnh rồi nó bắt đầu cái bước thứ hai là ảnh bắt đầu á, là ảnh quan sát đó, quan sát cái hình ảnh mà nó thấy, quan sát hình ảnh nó thấy. Thì ở chỗ này đó nó là cái anh xúc, nó là cái xúc. Đây chắc đây là cái phần của anh xúc này. Xúc xúc có mặt này. Tức là hình ảnh nó tiếp xúc với cái con mắt tiếp xúc với hình ảnh ha. Rồi anh bắt đầu nó quan sát nó để biết, quan sát thôi. Rồi cái bước thứ ba đó nó mới bắt đầu là nó đoán định ở đây đó. Tức là để nó biết đó là cái gì, thì đây là trách nhiệm của cái anh tưởng nè, cái anh tưởng nằm ở chỗ này nè, tưởng nằm chỗ này nè, để biết đây là cái gì, biết cái hình ảnh mà mình nhìn á, hình ảnh là cái gì nha. Đấy, rồi nó hơi trục trặc tí xíu, sư tiếp ha. Đoán định, cái anh tưởng á, để biết biết đây là cái gì, biết đây là cái gì. Rồi thứ tư á, nó là cái động lực na cảnh. Nhưng mà nói sao cho cái người mà họ chưa có học A Tỳ Đàm họ hiểu á, tức là cái
bắt đầu là cái cảm thọ. Cảm giác đi, cảm thọ. Ai học Bà Tỳ Đàm làm ơn đừng có tại cái này sư nói cho cái người mà chưa học Bà Tỳ Đàm họ hiểu, tức là khi mà mình biết rồi đó, mình sẽ có cái cảm thọ gì, ví dụ như là dễ chịu hay khó chịu khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh, mình biết cái hình ảnh mà mình vừa mới nhìn á là cái gì nha. Dễ chịu, chịu hoặc là khó chịu, hoặc là dửng dưng, dửng dưng. Rồi cái bước tiếp theo á, cái bước tiếp theo là nó sẽ phản ứng lại, phản ứng lại với cái cảm thọ đó. Bây giờ thích, hoặc là ghét. Rồi và cái phản ứng này nè, thì chúng ta gọi là cái động lực, Atidam gọi là động lực. Thì sư tạm dành cho những vị mà chưa học Atidam thì họ hiểu. Chúng ta sẽ phản ứng lại với nó. Thì tương ứng với thọ, thọ đây là thọ nè ha, đây là thọ ha. Còn cái này á là cái anh thức. Còn cái mà mình phản ứng á, nó là cái anh hành nè. Đấy, bây giờ đấy, thọ tưởng hành thức đấy, nó có đủ. Khi mà chúng ta biết cảnh thì bốn cái anh này anh có mặt ha, nó bốn cái anh này có mặt do đâu, do cái duyên tiếp xúc, thì cái anh thức anh chỉ chịu trách nhiệm, anh đơn thuần là anh biết cảnh, anh quan sát thôi, anh biết cảnh thôi ha. Nó cái biết đơn thuần, tức là anh chịu trách nhiệm, nhưng mà anh chụp hình vậy đó, anh chụp hình, anh chịu trách nhiệm anh chụp hình thôi. Giống như cái máy chụp hình á, nó chỉ chịu trách nhiệm chụp hình, nó không biết cái hình đó là cái gì. Cái chuyện mà biết cái hình mà mình vừa mới chụp ở trong con mắt của mình á, nó là cái gì á, nó thuộc với anh tưởng, chịu trách nhiệm của anh tưởng để anh biết coi là mình vừa mới nhìn thấy cái gì. Rồi cái anh thọ đó là ảnh chịu trách nhiệm là để từ cái anh tưởng đó là mình sẽ dễ chịu hay khó chịu. Rồi mình phản ứng lại là cách anh hành này. Theo A Tỳ Đàm á, thì cái tâm nó sanh diệt rất là nhanh, còn theo tạng kinh á, mình nói tạng kinh đi, để tại vì tạng kinh thì nó gom lại, đối với tạng kinh á, thì cái tốc độ mà cái tâm á, được nhắc đến trong tạng kinh á, thì nó không có nhanh như là tạng A Tỳ Đàm. Tại vì tạng A Tỳ Đàm á, chúng ta phân ra thì nó chi ly đến từng cái tâm nó xuất hiện. Thành ra chúng ta nên hiểu á, cái mà chúng ta gọi là tâm nè, thì nó chỉ bao gồm cái tâm á, bản thân anh tâm á, ảnh chỉ là cái nền thôi. Anh tâm ảnh chỉ là cái nền thôi. Mà những cái anh mà đi kèm nè, những cái anh đi kèm nè, nó sẽ quyết định là tâm sở. Những cái anh đi kèm á, nó sẽ quyết định là cái tâm của mình á, nó là cái tâm gì. Ví dụ như cái tâm nó, tâm thiện, ví dụ như là từ bi hỷ xả, hoặc là tâm bất thiện, tham sân si, đấy, tà kiến rồi này nọ kia đó. Thì mình thường khi mà mình gọi cái tâm mà gọi trong tạng kinh á, gọi trong tạng kinh á, thì nó là hai cái này anh cộng lại, thì chúng ta gọi chung nó là cái danh ha, gọi chung nó là danh. Nhưng mà khi chia ra đó thì chia theo tạng kinh thì nó gồm có bốn cái anh lớn, là thọ tưởng hành thức
đấy. Rồi nếu mình chia theo cách khác, mình chia cách khác tức là cái anh tâm này anh chỉ làm nền thôi, còn cái anh tâm sở nó sẽ là những cái đặc tánh đi kèm, tức là tâm là bao gồm tâm và cái đặc tánh đi kèm của nó. Sư nhận ra như sư không có cái khiếu giải Ati Đàm hay sao, tại vì sư sợ sư nói nãy giờ cái người họ không có học Ati Đàm họ họ sẽ rơi vào cái mê hồn trận, họ không có hiểu cái chỗ này, bởi vì chỗ này nó rất là khó, nó rất là khó nhận biết. Còn cái gì mà sư chưa có nói anh ta? Ngoài ra đó, nãy hỏi tâm ở đâu, tâm ở đâu, nếu mà muốn nó hỏi tâm nằm ở đâu á, thì quay trở lại cái vấn đề, quay trở lại vấn đề là trong thân của chúng ta, trong thân của chúng ta, nó có thân của loài người đó, nó có một cái điểm sắc pháp, nó một có một cái điểm sắc pháp ở cái vị trí trái tim á, ở vị trí trái tim mà cái tâm á, nó nương tựa vào, tâm nó nương tựa vào để nó tồn tại, mà chúng ta gọi nó là cái sắc ý vật. Sắc ý vật ở loài người thì nó nằm ở trái tim, còn ở cái loài khác á, thì nó nằm ở chỗ khác. Riêng ở loài người thì nó nằm ở trái tim. Thành ra nó có một cái vấn đề như thế này. Có nhiều người họ sẽ nghĩ là cái tâm nó chắc phải nằm ở đâu, trong cái não, giống như là cái trí tưởng, cái trí nhớ của mình, cái trí nhớ của mình nó phải nằm ở trong não chứ. Nhưng mà nó quý vị có biết chuyện này không? Suy nghĩ là nhiều người biết. Khi mà thay tim họ đổi tánh, mà cái tánh mà họ đổi đó là cái tánh của người hiến tim. Một số trường hợp cái người mà nhận quả tim á, họ có ký ức của cái người hiến tim cho họ. Mà sư hỏi quý vị, nếu như mà mình nói á, là cái ký ức mà nó nằm ở não á, thì tại sao cái trường hợp nó xảy ra? Mà nếu thì nói cái Ati Đàm, tại vì trái tim á, là nơi dành dành pháp nương nhờ. Đấy.